cảm hứng để mình sáng tạo nên ảo thuật này chính là nằm ở những cái sản phẩm công nghệ mà mình sử dụng hàng ngày. Sản phẩm đó giống như là những cái người bạn đồng hành mà hỗ trợ rất là đắc lực cho mình trong công việc cũng như cuộc sống. Thì nhân dịp hợp tác rất là thú vị này thì mình muốn nhân cách hóa những sản phẩm đó lên, giống như là những người bạn có cảm xúc, tính cách để cùng mình giải quyết những cái công việc cũng như là những vấn đề trong cuộc sống. Khi mà mình vừa thấy được bức tường thì mình cảm thấy khá là phấn khích. Tại vì cái thông điệp mà mình truyền đạt nó được mở rộng ra hơn và mọi người có thể dễ đón nhận hơn. Cá nhân là một người họa sĩ vẽ nên bức tranh thì nó khá là xúc động. Các bạn có thể thấy những cô gái trên cái bức vẽ của mình đã sử dụng những cái sản phẩm đó là Aromaze, là dầu gội rất là nổi tiếng, cùng với lại cái mặt nạ đen Sexy Look. Ngoài ra mình còn có xịt khoáng phơ đồ nữa. Đó là những cái sản phẩm làm đẹp đã khiến cho mình có cái cảm hứng để tạo nên cái artwork này. Và cùng với những sản phẩm khác của Taiwan Excellence mà các bạn có thể khám phá thông qua bức artwork này.